Rồi Vũ xin chào bà con cô bác trên màn ảnh nhỏ. Hôm nay em có hai cặp phục trước của thằng Ghim 125 rất là đẹp. Bây giờ cặp số 1 này cho bà con gắn quay ghim. Quay thì chúng ta chim lông đền, còn ghim tâm đuổi super. Không có chim, cái này là cặp đời 2021. 1.450.000. Hôm mốt này hôm bữa xe đi rất lết. Như xe này hôm bữa là hầu như quên, 21 là nhớ đi 511 cây thôi. Rồi cặp phục nó đẹp như thế này nè bà con. Nó green choáng luôn á. Nước sơn green, phục green ti green chăm chăm hết trơn nha, 7 màu nè. Đẹp gì nè. Mình bán cho bà con là 1.450.000 nha. Chúng ta gắn kim tâm đỡ super cặp số 1 cho qua. Tiếp theo là cặp số 3. Dạ, dạ. Số 3 đời 2024 nè. Không, cái đó là ổ khóa B, đó là của Việt Nam nha chú, không phải là ổ máy. 24 nè. 24 đây. 24A đó. Rồi cặp này là chiều gử nha bà con ha. Nước sơn ghim toàn bộ nha. Có chạy chạy cái chỗ này tí xíu ha. Việt Nam. Rồi cái này chiều gử bà con đây 2024 nè. Rồi tiếp theo là dây le dây ga. Đây là dây ga trăm mờ mới về. Còn bảy rồi, dây ga đâu có về, đây là dây thắng đùm. Dây thắng đùm với dây thắng đĩa. Dây thắng đùm quay cái tem cho bà con được coi luôn nè ha. Có sao thì em bán vậy thôi, vừa được lòng thì bà con mua thôi. Đây là KFL, đây là dây KFL, dây thắng á, thắng đùm á. Nè, Thái Lan. À, chúng ta vô trăm mờ Thái, alpha lốc trắng, lốc đen, alpha cộng. Chúng ta thắng, chúng ta bóp nó chả nhanh lắm. Bóp là nó chả, bóp chả kịch 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 êm lắm. Rồi cái tay thắng đùm này giá là 130.000 đầu tháng. Rồi cái tay thắng đĩa của 110 đĩa thì chúng ta sẽ vô phu cho một thôi, vô dít ít không được nha, tại vì con ốc này là ốc ba ke nè, ốc gài ba ke nè. Rồi mã ke t thắng đĩa của 110 Thái thì cũng 130.000 luôn, vậy thắng đĩa 130 luôn. Ok, dây nhéo nhẹo à. Ở đây là cộng dây e. Ừ. Nãy như gửi qua ổng rồi mà. Dây e của 1099 này xài chung với rim luôn, với quanh pha lốc trắng lốc đen. Nó là không phải dây gài, dây là nó có bách kẹp á. Xe mình phải có cái bách kẹp thì mình kẹp lại chỗ này nè. Rồi xài được thôi. Rồi này cho qua, này 120.000. Rồi bờ cổ 1.251 mới dài đây, em thay vô chiếc alpha cộng xài em quá trời luôn. Vô quanh pha lóc trắng lóc đen, với ít quanh pha cộng à, nó dày và nó dẻo nha, nó không có bể, nó dày nó dẻo, nó ngon hơn. Đồ Việt Nam nó giòn hơn, nó bể hoài à, chán lắm. Rồi miếng này là 250 của Thái, KRS. Ok, có cánh chim luôn nha, chim lòi không phải chim lõm vô nha. Nhà anh em ta đòi chim lõm sâu vô như của anh pha. Cái này là của 2004 của Thái á. Rồi cho qua. Cái gỗ qua, đặt tay luôn. Đây là cái gỗ của quay 110 Thái, 400.000. Gỗ quay 110 Thái đây, 400.000 mở cây T của quay thắng đĩa. Đây, em bán 400.000. Thái Lan nha. Rồi này 400 cho qua. Nè, đưa cặp te lên. Cặp te có 110 Thái chính hãng Honda Thái Lan xịn 800. Đây, nó có giấy nó quấn rồi. Cái đầu gia công em cũng còn, gia công thì 400.000. Đây, chính hãng Thái Lan xịn nè. Rồi 800.000, bộ cặp te của 110 Thái Thái Lan xịn, hãng chính hãng Honda Thái Lan. Rồi đây qua đây. Rồi sáng hôm nay nhiêu đó đó. Rồi, xin chào bà con.